Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Tiền Phong. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Tổng thống Mỹ Biden cho rằng phụ nữ có thể làm mọi thứ đàn ông có thể làm, bao gồm cả việc trở thành người đứng đầu đất nước. Theo giờ hình, trong ngày 21 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đã tham dự sự kiện trao tặng huân chương nghệ thuật và nhân văn quốc gia ở Nhà Trắng. Tại đây, ông Biden đã có bài phát biểu nhằm tôn vinh sức mạnh của phụ nữ. Ông Biden cho biết, là chồng của Jin, tôi biết rất rõ khả năng của phụ nữ, tôi hiểu rõ sức mạnh của những người phụ nữ đang có mặt tại đây. Mọi người sẽ đóng vai trò tiên phong cho thế hệ tiếp theo. Mọi người đã chứng minh rằng phụ nữ có thể làm mọi thứ như đàn ông và hơn thế nữa, bao gồm cả việc trở thành tổng thống Mỹ. Trong bài phát biểu của mình, tổng thống Biden cũng kêu gọi cử tri phản đối các kế hoạch hạn chế sách ở Mỹ, mô tả đây là mối đe dọa với nghệ thuật và nhân văn. Theo giới quan sát, bình luận của tổng thống Biden được coi là một nỗ lực nhằm hỗ trợ cho phó tổng thống Harris trong bối cảnh ngày bầu cử đã cận kề tại sự kiện ở Nhà Trắng, đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng tỏ ra vô cùng hào hứng về viễn cảnh bà Harris trở thành Tổng thống Mỹ. Bà nói rằng, tôi cảm thấy không khí tràn đầy năng lượng, bà Harris sẽ là người chiến thắng, đồng thời mở ra một chương mới ở Nhà Trắng. Ở thời điểm hiện tại, cuộc đua tới Nhà Trắng đang vô cùng siết sao. Kết quả khảo sát quốc gia mới nhất của Decision Desk HQ cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump 1,2 điểm với 49% sự ủng hộ so với 47,8% của đối thủ. Nhóm nghị sĩ lưỡng đảng Hạ viện Mỹ cho biết trong báo cáo sơ bộ đăng mới đây rằng nhóm điều tra đã thu thập hàng loạt bằng chứng cho thấy các diễn biến chấn động trong vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump ngày 13 tháng 7 có thể ngăn chặn từ trước, đáng lẽ không được xảy ra. Báo cáo dài 53 trang của cơ quan điều tra quốc hội Mỹ gồm 8 điểm chính, trong đó có kết luận việc thiếu kế hoạch và phối hợp giữa sở mật vụ và cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Các nhà lập pháp kết luận cơ quan mật vụ mỹ và những lực lượng phụ trách bảo vệ ông trump đã có thiếu sót rõ rệt trong hoạch định và phối hợp trước sự kiện mật vụ mỹ không đưa ra chỉ dẫn rõ ràng cho cảnh sát địa phương về nhiệm vụ đảm bảo an ninh vòng ngoài được hiểu là mọi khu vực nằm ngoài vành đai an ninh cứng do cơ quan này đảm trách các quan chức địa phương được bố trí bên trong tòa nhà đã không bảo vệ khu phức hợp hoặc mái nhà vì tin rằng công việc của họ chỉ là giám sát địa điểm vận động tranh cử báo cáo cho biết thêm mật vụ và cảnh sát địa phương có các sở chỉ huy riêng biệt và không có kênh vô tuyến chung. Điều này tạo ra những lỗ hổng mà nghi phạm Crocs có thể lợi dụng. Báo cáo sơ bộ chỉ ra rằng tình trạng nhiều kênh liên lạc rời rạc đã mở ra cơ hội cho nghi phạm Thomas Matthew Crocs né tránh cảnh sát và tiếp cận vị trí ngắm bắn. Tòa nhà nghi phạm ẩn nấp cũng được đánh giá là rủi ro, nhưng lực lượng an ninh không kiểm tra đám đông và khu vực đó. Báo cáo có đoạn, từ cơ quan liên bang, cấp bang đến cấp địa phương đều có nhân viên từng chạm mặt Thomas Matthew Crocs ở một số thời khắc quan trọng. Nhưng không phát hiện âm mưu và không thể ngăn chặn nghi phạm kịp thời. Theo nhóm điều tra Hạ viện Mỹ, đây là những sai lầm then chốt dẫn đến lỗ hổng an ninh ở Butler, tạo cơ hội cho nghi phạm Thomas Matthew Crooks nổ nhiều phát súng, khiến một khán giả thiệt mạng và cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị thương ở vành tai. Chỉ còn đúng 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử chính thức. Ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ, Kamala Harris và đối thủ Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump tiếp tục có những màn tăng tốc với những thông điệp hoàn toàn khác nhau trong chiến dịch tranh cử để tìm cách giành được sự ủng hộ của những cử tri còn do dự tại các tiểu bang chiến trường. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua đã tổ chức một buổi vận động tranh cử tại bang Bắc Carolina. Trong bài phát biểu, ông tập trung vào vấn đề khủng hoảng biên giới và cách điều hành đất nước của chính quyền đương nhiệm. Ông bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về an ninh biên giới và chỉ trích chính quyền hiện tại vì cho phép nhập cư không kiểm soát. Theo các cuộc thăm dò, Nhập cư bất hợp pháp được cho là mối quan tâm hàng đầu của cử tri và ông Trump được đa số cử tri coi là người có khả năng giải quyết vấn đề này tốt nhất. Ông Trump nhấn mạnh tầm quan trọng lá phiếu cử tri sẽ quyết định tương lai đất nước. Cuộc bầu cử này là sự lựa chọn giữa việc nước Mỹ sẽ có thêm 4 năm thất bại và thảm họa, hoặc chúng ta sẽ bắt đầu 4 năm vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Phó tổng thống Kamala Harris cũng có cuộc vận động tranh cử lưỡng đảng cùng với cựu nghị sĩ đảng Cộng Hòa Liz Cheney. Bà Harris đã cố gắng thuyết phục những phụ nữ bảo thủ ở vùng ngoại ô tại ba tiểu bang chiến trường ở Trung Tây rằng cựu Tổng thống Donald Trump là mối đe dọa đối với quyền phá thai, an ninh quốc gia và nền dân chủ. Chúng ta nhận thấy rằng ông ấy ngày càng bất ổn, nhưng bạn không cần phải tin lời tôi. Hãy lắng nghe những người hiểu rõ ông ấy nhất. Những người đã làm việc với ông ấy tại Nhà Trắng, tại phòng bầu dục. Cựu tránh văn phòng của ông ấy hai cựu bộ trưởng quốc phòng, cựu cố vấn an ninh quốc gia và tất nhiên là cựu phó tổng thống của ông ấy. Thời điểm này, các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy cả hai ứng cử viên vẫn bám đuổi xít sao trên đường đua. Theo các cuộc thăm dò mới nhất của tờ The Washington Post, tại 7 tiểu bang chiến trường, không ứng cử viên nào dẫn trước đối thủ ngoài biên độ sai số, ngay cả ở giai đoạn cuối của cuộc đua. Hai ứng cử viên này hòa nhau ở Nevada, trong khi ông Donald Trump dẫn đầu ở Arizona và Bắc Carolina còn bà Harris dẫn đầu ở Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Cũng theo thăm dò tại các tiểu bang chiến trường, 37% cử tri đã đăng ký chắc chắn sẽ ủng hộ bà Harris và 37% sẽ ủng hộ ông Donald Trump. Trong khi đó, 10% cử tri ở các tiểu bang chiến trường cho biết họ có thể sẽ ủng hộ ông Trump hoặc bà Harris. Điều này đồng nghĩa là một phần năm số phiếu đó vẫn chưa được quyết định. Bên cạnh đó, một cuộc thăm dò của Emerson College cho thấy gần 1 phần 5 cử tri, tương đương 17% cho biết họ đã quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai trong tháng qua. Những cử tri này có nhiều khả năng quyết định bỏ phiếu cho bà Harris, khoảng 60%, hơn là ông Trump, khoảng 36%. Mặc dù vậy, vị trí dẫn đầu toàn quốc của bà Harris đã giảm xuống, chứ không tăng lên. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy các vấn đề có tác động chính đối với cử tri thuộc các bang chiến trường là kinh tế, nhập cư, chăm sóc sức khỏe và biến đổi khí hậu. Cuộc đua tổng thống Mỹ 2024 đang bước vào giai đoạn căng thẳng và đầy bất ngờ. Trong khi ứng cử viên của Đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có một khởi đầu mạnh mẽ khi bà công bố tranh cử vào cuối tháng 7 vừa qua, thì gần đây, cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên Đảng Cộng hòa, đã cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ trên cả mặt trận quốc gia lẫn tại các bang chiến địa. Sau một thời gian dài không có ứng cử viên nào nắm giữ vị trí dẫn đầu rõ rệt, ông Donald Trump đang dần củng cố vị thế của mình. Các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy xu hướng ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ đang tăng lên đều đặn. Theo một cuộc khảo sát của Fox News thực hiện từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 10, ông Trump dẫn trước bà Harris 2 điểm phần trăm, 50% so với 48%. Đây là một thay đổi lớn so với tháng 9 khi bà Harris vẫn còn dẫn trước với tỷ lệ tương tự. Ngoài ra, thống kê từ công cụ tổng hợp dữ liệu Realty Politics cũng chỉ ra sự thu hẹp khoảng cách giữa hai ứng cử viên Bà Harris hiện chỉ dẫn trước ông Donald Trump 1,3 điểm phần trăm, giảm từ 2,2 điểm phần trăm chỉ một tuần trước đó. Điều này cho thấy cuộc đua Tổng thống Mỹ đang ngày càng sát xa sao với sự trỗi dậy của ông Donald Trump có thể định hình cuộc diện cuộc bầu cử. Hai bang chiến địa khác là Wisconsin và Michigan từng là một phần của cái gọi là bức tường xanh truyền thống ủng hộ đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, năm nay cả hai bang này đang chứng kiến sự thay đổi trong tâm lý cử tri khi bà Harris vẫn dẫn đầu nhưng với tỷ lệ không quá vượt trội lần lượt là 51% và 53%. Sự sụt giảm tỷ lệ ủng hộ cho Đảng Dân chủ ở các bang quan trọng này báo hiệu rằng cuộc đua có thể gay cấn đến phút cuối cùng. Một yếu tố quan trọng khác trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump chính là cái gọi là sự ủng hộ ngầm. Aaron Mock, chiến lược gia của Đảng Cộng hòa cho rằng có một phần cử tri không muốn công khai thừa nhận ủng hộ ông Donald Trump khi trả lời các cuộc thăm dò ý kiến, nhưng thực tế họ sẽ bỏ phiếu cho ông khi vào phòng phiếu. Điều này có thể lý giải vì sao một số kết quả thăm dò ban đầu không phản ánh chính xác tình hình thực tế, đặc biệt là khi ông Trump vẫn luôn duy trì được một lượng cử tri trung thành. Hiện nay, Đảng dân chủ đang nỗ lực thúc đẩy những người ủng hộ đi bỏ phiếu sớm nhằm tối đa hóa lợi thế ban đầu của Bà Harris, do lo ngại hiệu ứng truyền thông của Đảng Cộng hòa và khả năng phản thùng của nhóm cử tri xác định theo Đảng Xanh trong ngày bầu cử. Phó tổng thống Harris và những người ủng hộ đã đi khắp đất nước trong tuần này, tập trung vào các tiểu bang chiến trường quan trọng, nơi kỳ bỏ phiếu sớm đã bắt đầu hoặc sắp bắt đầu thế bám đuổi xích sao đã xuất hiện kể từ khi Phó Tổng thống chính thức tham gia tranh cử hồi đầu tháng 7. Cặp đôi ông Trump và Harris chưa từng dẫn trước đối thủ ở bất kỳ tiểu bang nào kể trên trong khoảng 5 điểm phần trăm trở lên. Một khoảng cách đủ để các nhà quan sát đưa ra một dự đoán đáng tin cậy về khả năng thắng cử của họ. Ngòi bút chuyên về chính trị Mỹ, Harry Anton của đài CNN nhận định mỗi khi có một tín hiệu tốt dành cho ông Donald Trump thì lại có một tín hiệu tốt khác dành cho bà Harris. Thực tế này khiến tôi không thực sự chắc chắn về kết quả dù ngày bầu cử chỉ còn cách khoảng 2 tuần nữa. Nhiều đảng viên Đảng Cộng Hòa cho rằng kết quả khảo sát trước thêm bầu cử chưa nói lên điều gì. Trên thực tế, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, ông Donald Trump thua bà Hillary Clinton 2,1 điểm ở phiếu phổ thông, nhưng thắng phiếu đại cử tri là 304-227 nhờ chiến thắng xích sao ở nhiều bang. Nếu lịch sử lặp lại, ông có khả năng sẽ dễ dàng giành chiến thắng với hơn 300 phiếu đại cử tri.